Các bạn thường hay bảo tôi rằng sao ông không bóc phốt cáp cơm đi. Lúc đấy tôi trả lời các bạn là vì cáp cơm không quá nhiều phốt nổi. Nhưng dường như nghe được thỉnh cầu từ các bạn, cáp cơm quyết định tự dâng hiến bản thân. Thế thì họ đã làm gì nông nổi mà bị đưa vào bản tin ngày hôm nay? Để biết được điều đó thì tôi lại phần mình chưa thuộc đã chơi hình game hay. Và đây là Phone News số 64. Tất tần tật Final Fantasy VII Remake phần 2. Khoan đã, mấy bạn đừng tắt vội, đây không phải là spoil Final Fantasy VII phần 2 đâu, để tôi giải thích. Đã 2 năm kể từ khi Final Fantasy VII Remake ra mắt, Square Enix vẫn giữ im lặng về phần tiếp theo của nó. Phải đến tận ngày 16 tháng 6 vừa qua, nhân dịp 25 năm bản game gốc ra mắt, thì trailer của phần hậu bản rất được mong chờ này mới được lộ diện, lấy tên là Final Fantasy VII Rebirth. Đây sẽ là phần 2 trong bộ 3 game kể về cuộc hành trình của nàng Vân và những người bạn. Nhưng đáng tiếc cho những game thủ sốt ruột, bởi vì phải hơn 1 năm nữa, tức là vào cuối năm 2023, thì sản phẩm này mới được chính thức tung ra. Phần 3 của loạt game hiện tại chưa có tên, được giám đốc sáng tạo Tetsuya Nomura cho biết đã bắt đầu được phát triển ngay cả khi phần 2 chưa xong. Do đó các bạn hãy hy vọng rằng chúng ta sẽ được trải nghiệm sớm hơn. Nhưng rất may là trong lúc chờ đợi chơi phần 2 và phần 3 của Final Fantasy VII Remake thì Square Enix vẫn cho chúng ta một món khai vị, đó là Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, phần game tiền truyện của Final Fantasy VII được remake lại và tung đồng thời trên các hệ máy PlayStation, Xbox, PC vào cuối năm nay. Ôi ôi, thời tôi tới rồi. Tới cuối năm này, anh em không thấy bất kỳ video nào được đăng lên thì biết là tôi đang trốn chơi game anh em nha. Tất tần tật Xbox Bethesda Game Showcase. Cuối tuần vừa rồi thì Microsoft cùng đàn em Bethesda đã có buổi showcase những thứ game dự định trong thời gian 1 năm tới. Và dĩ nhiên là chúng ta có rất nhiều trailer mới cùng những thông tin cực kỳ nóng được hé lộ. Cùng tôi điểm qua anh em nha. Đầu tiên là thứ game bắn súng góc nhìn thứ nhất, Redfall, đến từ studio Arkane, những người sắp bị kiện vì dám đặt tên phát âm giống series phim của Riot. À không, tôi đùa đấy. Những người làm nên thương hiệu của dòng game Dishonored. Redfall sẽ được ra mắt vào năm 2023 trên PC và Xbox. Sản phẩm tiếp theo được xuất hiện là một siêu phẩm được mong đợi từ rất lâu, Hollow Knight Silksong. Từ game được Microsoft xác nhận là sẽ ra mắt trong khoảng 12 tháng tới. Mua Xbox Game Pass, người chơi sẽ được hưởng đặc quyền mở khóa toàn bộ tướng lĩnh điện thoại và Valorant theo thỏa thuận hợp tác giữa hai công ty. Tuy nhiên, tôi không rõ là Garena có tham gia thỏa thuận này không, hay là người chơi Việt Nam lại tiếp tục đứng ngoài, không được tham gia. Kèo này hơi có mùi thun thủng, anh em cẩn trọng anh em nhé. Game giả lập đua chuột A Plague Tale: Requiem có trailer mới cùng lịch ra mắt vào năm 2022. Overwatch 2 sẽ chào sân vào ngày 4 tháng 10 năm nay theo hình thức free to play giống như Diablo Immortal. Nhân tiện nhắc đến Diablo, Diablo 4 sẽ được lên lịch vào năm sau với Clash Necromancer được xác nhận là sẽ trở lại. Global beta của trò chơi này cũng được mở cửa đăng ký tại website của Blizzard. Cái hãng game Mỹ này thậm chí còn hứa với fan rằng Diablo 4 sẽ không hút máu như Immortal đâu. Ai tin? ARK 2 chốt ngày ra mắt vào năm 2023 với sự tham gia của anh Vinh giàu nhất trong vai trò diễn viên và nhà sản xuất. Vinh được cho là có hơn 100 giờ chơi phiên bản ARK Survival Evolved. Tôi nhắc lại là được cho nhá. Game bắn súng kinh tởm Scorn sẽ được tung ra vào ngày 21 tháng 10 năm nay trước Halloween 10 ngày. Flint Flock The Siege of Dawn, trò chơi nhập vai thế giới mở góc nhìn thứ 3, cũng có trailer gameplay kèm ngày ra mắt vào năm 2023. Ngọa Long Fallen Dynasty là sự hợp tác giữa Team Ninja và Koei Tecmo, tức là giữa Nioh, Ninja Gaiden và Dynasty Warrior, sẽ được trình làng vào năm 2023 với combat soul-like và cơ chế quy định mạnh lên sau khi hạ gục người chơi như Shadow of Mordor. Hy vọng là không bị kiện. Minecraft Legends, từ game chiến thuật tự nhiên thực trên máy PC và Xbox cũng được dự kiến tung ra vào năm sau. Hideo Kojima và Xbox chính thức thỏa thuận để phát triển từ game độc quyền trên máy Xbox. Trò chơi được cho là để tận dụng công nghệ đám mây mà tập đoàn Mỹ này sở hữu để đưa ước mơ của Kojima trở thành hiện thực. Tuy nhiên, với việc đạo diễn người Nhật dường như đang khá bận rộn với Death Stranding 2 thì không rõ là sản phẩm này bao giờ mới hoàn thành. Nhưng mà các bạn biết gì không? Sau cái thông báo này thì nhiều fanboy Sony lo lắng về việc mối quan hệ giữa Kojima và Sony không tốt đẹp lắm. Và họ làm quá đến nỗi Kojima Production phải đưa ra tuyên bố họ vẫn sẽ hợp tác với PlayStation chứ không trở thành một studio độc quyền của Xbox. Fanboy Sony đúng là một thực thể gì đấy, quá quyền năng. Series Persona gồm Persona 3 Portable, Persona 4 Golden và Persona 5 Royal sẽ được đưa lên PC và Xbox, với bản 5 ra mắt vào ngày 21 tháng 10 năm nay, còn hai bản còn lại sẽ được hoàn thành vào năm sau. Cú chống hạ của Xbox Game Showcase chính là 15 phút gameplay của Starfield, từ game được Todd Howard nhà hàng từ E3 2018. Nhớ tối như du hành vũ trụ, khai thác tài nguyên, bắn nhau trên phi thuyền không gian, khủng long vũ trụ, khoan cái gì đấy, đã khiến người ta nhớ lại một tựa game đã từng được tôi bóc phốt gần đây, No Man's Sky. Thậm chí người ta còn gọi nó là No Man's Sky Dream. Bethesda xác nhận những đoạn hội thoại trong game là ở góc nhìn thứ nhất và người chơi sẽ tiếp tục điều khiển một nhân vật chính im lặng, tức là Silent Protagonist. Sau khi hoàn thành Battlefield vào năm sau, sản phẩm tiếp theo của Bethesda là The Elder Scrolls 6, rồi mới đến lượt Fallout 5. Gacha Impact lên truyền hình. Từ game tôi cực kỳ ghét Genshin Impact mới đây đã được lên sóng truyền hình tỉnh Triết Giang, Trung Quốc, nhưng lại là vì hụt máu. Theo đó, một phụ huynh họ Trương đã tố tựa game này sau khi phát hiện con trai mình đang tiêu tiền vào tựa game gacha mang tên Genshin Impact.
Đáng nói là theo ông này, con trai đã trộm thông tin thẻ tín dụng của cha, cũng như là dùng căn cước của ông này để vượt được qua những giới hạn về giờ chơi cũng như là số tiền có thể nạp. Ông Trương cho biết Hoyovert không đồng ý với yêu cầu hoàn tiền của ông, nên ông đã đòi lại công bằng bằng cách bỏ thêm tiền để lên truyền hình đòi lại công bằng. Đây không phải trường hợp đầu tiên chuyện này xảy ra với Genshin Impact. Theo trang Super Pixel, trên nền tảng chuyên nhận những khiếu nại của Trung Quốc có tên gọi là Black Cat, tức là mèo đen nhưng mà không phải các mấy bạn đang nghĩ đâu. Cái nền tảng này có đến hơn 3.000 vụ liên quan đến tựa game gacha của miHoYo, và nhất hơn 100 trường hợp là về việc trẻ em trộm tiền để quay Kazuha. À nhầm, quay gacha. Mấy đứa là mấy đứa hư lắm đấy. Nhìn anh này, anh có bao giờ nạp tiền để quay gacha đâu. Free to play đấy. Epic Seven là game dành cho trẻ em. Một cái tên khá lớn trong làng anime gacha là Epic Seven, game mobile nhập vai theo lượt của Smilegate. Từ game được quảng cáo là sản phẩm sẽ kế thừa những nét tinh túy nhất của dòng game nhập vai, chiến đấu theo lượt đậm chất JRPG, với hàng trăm nhân vật cùng những unit khác nhau, trong đó có đủ thể loại từ Loli như Alencia cho đến BB như Aria. Tuy nhiên, tuần vừa qua thì trò chơi này vướng phải một vụ lùm xùm, và nguyên nhân cũng chính là vì nhân vật này. Số là vào ngày 13 tháng 6, Epic Seven công bố mình được Apple và Hội đồng Kiểm duyệt Hàn Quốc liên hệ vì một số hình ảnh trong game không phù hợp với độ tuổi 12 cộng của game. Waifu được chỉ thẳng mặt là Aria và linh vật 5 sao của cô có tên gọi là Stone of Shadow. Theo đó, nhân vật vai tâm này được chỉnh sửa lại vào tuần tới để phù hợp với trẻ 12 tuổi hơn. Mấy ông cứ nghĩ trẻ 12 tuổi là con nhỏ. Không, tầm này bọn nó có khi còn cưới trước cả tôi nha. Thế là nhiều người chơi đã chỉ ra sự xàm xí của quyết định này. Khi mà yếu tố gacha trong game vốn đã chẳng dành cho trẻ em, thì tại sao phải cố sửa nhân vật để bọn trẻ em trộm tiền rồi quay gacha chắc? Capcom dính phốt vì Resident Evil. Capcom tung trailer của Resident Evil Village Gold Edition, bao gồm bản mở rộng có tên gọi là Shadow of Rose, nơi người chơi vào vai con gái của Ethan trong hành trình tìm cách kiểm soát năng lực thần bí của mình. Nhân vật The Duke cũng tái xuất, lần này đeo theo một chiếc mặt nạ khá quái dị cùng với khả năng triệu hồi quái vật để truy lùng Rose. Mập này phản mày. Thôi thì trong thời gian chờ đợi, các bạn cứ lấy video giả thuyết về thân phận của The Duke kè hồi xưa tôi làm ra để xem. Nhưng mà để giải trí thôi nhé, ông nào mắc lỗi thì tôi thả tim đó. Tuy nhiên, với game thủ sở hữu Resident Evil 2, 3 bản remake và bản 7 trên Steam thì lại chẳng vui được tí nào. Số là sau khi chiếu trailer Resident Evil Village Golden Edition thì công ty này cũng thông báo là 3 game nói trên sẽ có phiên bản nâng cấp miễn phí cho hệ máy Xbox Series XS, PS5 và PC. Bổ sung thêm những tính năng như ray tracing, âm thanh 3D hay độ phân giải 4K. Vấn đề đây là do những nâng cấp miễn phí nói trên, cho nên những yêu cầu về cấu hình game cũng được tăng lên. Thế là boom, nhiều người không thể chơi được game nữa. Tôi khỏi cần nói, các bạn cũng đoán được sự việc này làm họ tức giận đến mức nào. Bạn thử tưởng tượng xem, game mình bỏ tiền ra mua, đang chơi bình thường, tự dưng Capcom đến gõ cửa và thay đổi nó. Thế là ta da, mấy bạn giờ đây không còn đủ cấu hình để chạy nó nữa. Rất may là sau khi gặp phải sự phản đối dữ dội từ người dùng Steam, Capcom đã phải vội vàng cho phép người chơi lựa chọn giữa hai phiên bản, bản thường và bản hàng hiệu. Ả Rập Xê Út thâu tóm làng game. Vào ngày 8 tháng 6 2022, Ả Rập Xê Út đã mạnh dạn chi một khoản đầu tư lớn vào tập đoàn trò chơi điện tử khổng lồ Embracer của Thụy Điển trị giá 1 tỷ USD để sở hữu 8,1% cổ phiếu. Số cổ phiếu này được mua thông qua Savvy Gaming Group, một công ty con do quỹ đầu tư công của Ả Rập Xê Út do Thái tử Mohammed bin Salman đứng đầu. Ả Rập Xê Út cũng thực hiện một số động thái lớn đánh vào thị trường trò chơi điện tử trong năm nay thông qua các quỹ đầu tư công và công ty phát triển trò chơi điện tử. Nếu các bạn còn nhớ, thì trước đó, cái anh Mohammed bin Saitama này đã từng đầu tư vào những công ty game như Capcom, Nexon, Nintendo, ESL Gaming, SNK, nhưng chỉ dừng lại ở con số 5%, cho đến khi quyết định rót nguồn vốn khổng lồ vào tập đoàn của Thụy Điển. Embracer Group vốn chẳng phải dạng vừa, sở hữu hơn 100 video và là nhà phát hành với hơn 10.000 nhân viên, tức là còn nhiều hơn cả Activision Blizzard. Những cái tên đáng chú ý của tập đoàn này là Crystal Dynamics, Eidos Montreal, Gearbox Entertainment, 4A Game. Theo tôi thấy thì xu hướng làng game thế giới giờ đây là thâu tóm và sáp nhập, khi mà đến cả những công ty tưởng chừng như khổng lồ, chẳng hạn như EA, Ubisoft cũng phải tìm đến những đối tác và bản mình. Ui ôi, thành cái động rồi. Hollow Earth tung concept trailer. Hollow Earth, từ game sandbox của Cover Corp, vừa được tung ra concept trailer dài 2 phút. Trò chơi này leo cảnh thế giới song song với phần thiết kế được thực hiện bởi Studio Trigger, những người làm nên bộ anime mặc đồ hai hàng đánh nhau Killer Kill. Trong game, người chơi có thể tạo ra nhân vật của mình để khám phá, sinh tồn, chế tạo, xây dựng và chiến đấu với những người chơi khác. Dựa theo những screenshot được ra mắt cùng với trailer, có thể thấy những yếu tố cơ bản như túi đồ, minimap, thanh trạng thái thức ăn và nước uống, khung chat, những chức năng cực kỳ cơ bản. Tuy nhiên, dường như game vẫn còn trong giai đoạn thiết kế và có lẽ cần rất lâu nữa thì mới hoàn thành. Tình vắng. Sự kiện Pokemon Go Fest được tổ chức vào đầu tháng 6 vừa qua bị fan phản đối khi ngoài một số bug, người chơi cho rằng sự kiện lần này có tỷ lệ gặp Shiny Pokemon quá thấp, không đáng với giá vé vào cửa là 15 đô. Michael Steranka, giám đốc của Niantic, vào ngày 11 tháng 6 đã tuyên bố rằng sự kiện này là nơi để người chơi gặp nhau, tụ họp và chơi cùng nhau, chứ không phải là để săn Pokemon hiếm, và nếu chúng quá phổ biến thì sẽ làm ảnh hưởng tới cân bằng của game.
Nghe hợp lý đấy. Nhưng mà nếu chúng tôi muốn gặp nhau thì ra cà phê cho rẻ, 15 đô đấy anh trai, tận 300 nghìn đấy anh trai. Gặp nhau gì mắc dữ vậy? Nhân vật 5 sao trong arc này, Hibiscus the Purifier, là phiên bản đặc biệt của nhân vật 3 sao Hibiscus. Vì vậy cô ta có tên gọi khác là Hibiscus Alter, và thế là nhiều người gọi tắt là Hitler. Với nickname này thì các bạn có thể hiểu rằng vì sao không ít fan art xuất hiện vẽ nhân vật này trong một quần áo Đức Quốc xã. Thế là admin của trang Arkna Wiki phải cấm những thành viên bot ảnh kiểu này, nếu không là ban. Một khảo sát của Capcom lại khiến các fan hy vọng khi hãng này hỏi về những tựa game mà game thủ muốn được thực hiện. Dĩ nhiên là có sự góp mặt của những cái tên quá quen thuộc như Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Devil May Cry. Ngoài ra còn một số người cũ đã vắng mặt lâu năm như Dino Crisis, Breath of Fire, Dead Rising. Theo Bloomberg, God World Ragnarok dự kiến sẽ được tung ra vào tháng 12 năm nay, dù tựa game này đã vắng mặt trong sự kiện Summer Game Fest cũng như là Sony State of Play vừa qua. Thông tin này khá phù hợp bởi vì nếu các bạn còn nhớ, tựa game này vừa được dán nhãn 18+ tại Hàn Quốc, tức là nó sẽ được ra mắt trong vài tháng tới. Nhưng mà tôi làm gì có PS5 để chơi, cày thế nhở. Không muốn thua kém Sony và Microsoft, Tencent cho biết sự kiện Spot 2022, nơi hãng này giới thiệu về những game và nhiều sản phẩm khác của mình, sẽ được tổ chức vào 27 tháng 6 tới đây. Capcom chính thức tuyên bố phát triển tựa game Dragon Dogma 2 vào dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt phần 1. Dragon Dogma có lối chơi tương tự như Dark Souls, chủ yếu là xoay quanh việc đỡ, né và phản đòn. Điểm đặc biệt nhất có lẽ là việc cho phép người chơi bám lên những con quái để tấn công. Sau nhiều năm năn nỉ rồi, ăn dầm nằm về thì cuối cùng, Capcom quyết định chiều lòng fan của dòng game này một tí. Và vừa rồi là tất cả những gì mà tôi mang đến cho các bạn trong tuần vừa qua. Nếu thấy video này hay và đầy đủ thông tin thì đừng quên like, share cũng như nhớ nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ số video nào tiếp theo. Tôi là Hữu Bằng Mình, xin chào và hẹn gặp lại.